Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam nha. Dạ cô chú anh chị ơi, hiện tại bây giờ Trần Nam đang đi qua bên chỗ Sư Minh Dược để gieo duyên cho Sư Minh Dược, chỗ cái cốc tu tập Sư Minh Dược, một cái thượng hồi của Sư Minh Tại quý chị. Thì bây giờ Trần Nam sẽ mời tất cả cô chú anh chị mình đi theo Nam qua bên đó nha. À, dạ cô chú chị ơi, thì hiện tại bây giờ Nam đã tới chỗ nha cô chị. Đây tượng cũng bạn Thịnh cũng mới nhận luôn, cho nên giờ đợi Nam tới xong bắt đầu anh em bắt đầu vui ra đem chuyển trong chung là đóng rất là kỹ nha cô chú chị. Đó thì một lần nữa thì cũng cảm ơn cô Phật tử rất là nhiều đã gieo duyên tượng Sư Minh Tệ cho cốc Sư Minh Dược ha. Thì chút xíu nữa có đoàn Thịnh qua bắt đầu hai anh em bắt đầu đem vào bên trong. Thì bây giờ Nam sẽ mời tất cả mọi người xem hết video của Trần Nam ha quý chị. Đó giờ con Thịnh với ông Anh đó giờ đang khui ra nha quý chị. To quá, to luôn mà. 1 mét mà. Cái tượng đứng mà 1m65 thì nó gọn hơn, nó nhỏ làm nhỏ tại do cái ngồi nó bự. Này như là đinh bằng súng nó bắn. Đám cưới bạn cái gì à Thịnh? Chậu con bạn. Cái này hồi xưa sư cưa. Sư bao nhột sư vùi đó mày à. Chụp mình cho sư coi hả? Chiều một ông này ở chỗ to quá mình không.
mất mượn ra. Đang đi đường sư mấy bữa sư mới về lại cái cốc này thôi. Ba bữa hả? Hai. Thì ông có đi gặp không? Có. Ơi, con bật một cái đó tí. Không nhẹ. Tượng này nhẹ. Nhẹ. Cái tượng này, cái tượng này vận chuyển mắc hơn cái tượng đứng. Nó đưa một xe ô tô. Tại nó cồng kềnh, tượng đứng thì nó nhỏ xíu, bề ngang nó đóng thùng có. Đúng rồi, có nồi cơm điện đó. 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 Nồi cơm điện lắc khuôn ra chứ. Lấy kéo cắt ra luôn. Em test nồi cơm điện. Đây. Đó. Nồi cơm điện của Sư Bích Tươi. Ủa vậy có khi nào mình nổi tiếng live stream lên mạng xã hội nó không ra? Tuy nhiên. Rồi, mời cả nhà chiêm ngưỡng nha. Nhẹ, nhẹ. Nó bằng keo composite mà 1000 kinh cũng nổi nữa. Đó, đây là ông anh hỗ trợ ông khui giùm nha. Để trên cái bàn này cắt keo ra luôn à. Đó, bắt đầu cắt bằng keo ra thôi. Vâng, cầm đặt kia rồi mình. À, nồi cơm điện đây nha. Cả nhà. Đó. Đây. Nồi chất lượng luôn cả nhà. Nồi này là nồi 1,8 lít nha cả nhà. 1,8 lít này phải 4 người ăn á. Cái này 6 người nhá. 6 người hả? Cứ từ tí thôi. Cái đó cắt. Cắt luôn. Cái kia cắt xuống mình. Cho vào thì được. Cắt đại đây mình ghim ngoái thôi. Được. Cắt đại. Đó đây là về tượng về tới Chư Bả nha. Bạn đang cúi ra xem tượng như thế nào nhé. Nó xịt vô đâu nó xịt rồi. Được rồi. Keo mà keo cam tượng ngồi có thầy, cái tượng ngồi này rất là đẹp. Đó, đây là bạn Thịnh nha cả nhà, Thịnh Gia Lai á. Đẹp lắm, khui ra đây rồi. Này sư Minh Dược thấy là rất là thích luôn. Ừ. Cái này đó cô chú anh chị. Nhà để trong cốc của sư Minh Dược nha. Ồ, đó. Có màu y rồi. Màu y rất là đẹp luôn cô chú. Đây cái gì? Cái này túi đúng không? Đó. Hello anh. Đem ra chùa cốc của sư Minh Dược để cho sư Minh Dược tu tập. Cái bàn chân đi với nhựa đường nè cho nên bị chai bị đen hay cả nhà. Đó, một đen nữa không. Rồi, mình thấy cái vân tay không, vân da không? Làm y hệt luôn á. Gì em tháng?
quê có cái bì đâu chỗ đó. Ở trong, trong chỗ cái ai cũng đó, thích hết trơn ở cả nhà. Đó, đó, đó. Cái lớp trong cái thùng giấy. Dưới. Nhìn cái vân tay kìa, vân tay vân da không? Ừ. Giống hệt luôn không? Đó, găng tay luôn, móng tay luôn. Rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. Khuôn mà, làm bằng khuôn mà. Có cái phát thảo bà với bằng 3D á. Dạ con chào ông. Bố của Sư Minh Dược. Đó, đây là bố. Hôm bữa có ghé rồi, có gặp rồi là bố rồi. Đó. Này để trong cái cốc cho Sư Minh Dược tu tập để mà cốc. À. Đây cái nồi cơm điện đây. Nhà đó. Nhà. Cái bằng keo. Keo composite á. À, để nó cầm điện lên. Bên kia để bên kia ở ngoài á, mấy ngoài á. Đúng rồi. Tại lúc thầy ngồi á là thầy để cặp bên. À, siêu này chắc quay một khúc cho tí bên bà cắt cái là văn nó IC luôn. Ừ. Thôi để vậy thôi, khỏi cắt. Thầy đi đất mà. Chạy đi. Lốp số bách nha cả nhà. Lốp số bách chuyển mọi đi hình nha cả nhà. Bây giờ mình đem ra ngoài kia, đem ra cốc. Cắt vài như cầu tí. Người sao đâu mà. Đây cầu nhưng mà cầu tí thứ để lên sóng rồi. Đó. Cắt kia. Ra ngoài cốc. Thì hắn em bưng được không? Hắn em bưng như cái này đắp bằng lớp sét. Đắp bằng lớp sét xong mới đổ keo làm khuôn rồi lấy cái khuôn mẫu làm chuẩn. Ok. Mình hả? Nhẹ mà. Đấy là em ghét vô đây. Xuống đây để xích vô luôn. Đó có những chị. Bây giờ cái chỗ này là rất là đẹp luôn ha cô chú chị. Xích qua bên này luôn. Xích qua bên này. Rồi. Quá đẹp luôn. Đó. Giống như ngồi ở đây tu tập giống như là có sư phụ cặp bên vậy đó. Quá đẹp. Ông thấy tượng Sư Minh Tuệ như thế nào không? Giống này. Dạ. Đây chứ mọi người. Nhìn rất là giống nhá, mà rất là đẹp. Cùng cảm ơn Tân Nam TV nhá. Ok, không ca. Cũng chung là cũng là như cô nói thôi, tại vì cô Phật tử là cô muốn gieo duyên tượng, nếu mà ai trân trọng tượng Sư Minh Tuệ thì cô sẽ gieo duyên. Dạ. Yeah. Đẹp luôn. Giống này. Giống không? Giống. Biết tùy. Nhìn ở trong camera thì vậy thôi chứ nhìn ngoài bự lắm nha. Giống như người mình ngồi thật luôn. Cái này Sư Minh Dược về hai về thấy là hết hồn luôn. Đi kêu mấy sư phụ về. Nhìn người thanh niên sau 15 nghỉ đấy. Đấy. Băng cao hơn luôn, băng luôn hả? Cao hơn. Để cao hơn, cho ngồi là băng luôn đó. Thầy có cái thềm đó. Cùng một anh cùng... chung phát thảo là bằng cái hình người mà khi mà ngồi là bằng người thật, tượng đứng thì 1m65 là bằng người luôn. Nhìn cái đường gần gần tay đường mặt áo người ta làm đấy ông thì có này găng tay văn da luôn nè, cái văn da cũng giống hệt luôn. Móng tay nữa. Làm này được không? Cái này. Tay bên trong bỏng mà. Đúng rồi. Nó ta đổ á. Đổ keo mà. Cua. Cái đúng chứ. Anh đang đụng cái nói với sư phụ chứ sư phụ mở cửa ra thấy móng tua. Đen đen này có giống như chân tóc thế không? Đúng rồi, thấy không?
này. Cái găng bên đây là giống hệt luôn nè. Còn cái gai đây đúng rồi, với cái găng mà bên cái chán của sư Tệ á. Người ta phạt hoa. Nếu cái trạng nó giống. Trạng giống. Nói chung là dòng dòng chìm cái chìm lên đóng á. Tôi thấy bây giờ vậy nè. Cái này đúc khuôn ra nó vẽ nó to. Đúc khuôn xong rồi bắt đầu vẽ. Vẽ lằn chỉ. Cái này là bằng lằn chỉ. Đó, cái này là tăng và lê đây. Đó, quấn xuống tay nè cô chú chị. Đẹp quá. Này, nhìn ý là mình nhìn cái đoàn tay này. Thế thì đâu. Ừ. Cái đường gân này. Đường gân. Đường gân cái gì? Hay kỹ thuật nó làm được cái tay to hơn tay không? Tay to hơn tay nó to hơn tay không chứ? Tay mua kiểm tra này đúng không? Ý cái hình kia luôn đẹp ghê á. Ừ. Đó, đây là hình kia ý luôn đây là ông cây bây giờ. Ừ. Khi nào mà sẽ phổ à? Nhưng mà toàn cảnh là tường của thầy Minh Tuệ nhé mọi người. Về tới góc của sư Minh Dược á cả nhà. Đẹp luôn. Cũng là giờ cầu tìm cái bản hai con gái bứng ăn mọi người. Cầu tìm đó là mọi người chắc xem cân cũng biết rồi. Cầu tìm đang chuyên cắt những cái bản tất cả là chắc nhiều cả rồi tí hả? Chục cả đấy đó. Cắt một chục cái bình bát cho mấy sư đúng không? Sư nào tới đấy là cầu tìm cũng cắt rồi đó. Đây là chỗ cốc của thầy Minh Dược ha cả nhà. Đây là vườn sầu riêng. Thôi chút xíu để đi ra ngoài kia trò chuyện với sư Minh Dược ít tiếng ha cô chú chị. Rồi Nam cũng mời tất cả cô chú chị mình theo dõi video của Nam ha. Lát đi ra sư Minh Dược. Sư Minh Dược là tại vì ở một chỗ ba ngày. Nói sau khi ba ngày xong rồi sư Minh Dược mới về đây rồi, lại. Là đúng giới cô chú chị. Không ở một chỗ quá ba ngày. Bạn Thịnh thì là ở gần nhà với sư Minh Dược nha. Rồi bây giờ Nam sẽ mời tất cả mọi người theo Nam đi qua thăm sư Minh Dược. Đây là buổi chiều ngày 11 ha cô chú chị. Lúc này hôm qua con em bưng vô mà sẵn đây tự em mở cửa mà giật mình tưởng ai ngồi đây đây mà giật mình như sao thấy run được cả người ta làm quả giống giống này đi ra đi thực được kìa. Thank you.